Mến chào các bạn nha, rất vui được gặp lại mọi người trên kênh YouTube của mình nha. Bữa nay thì tiếp tục mình sẽ quay một số anh em tàu cao tốc cho mọi người cùng xem nha. Đây là bến tàu Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang nha các bạn. Đây, hiện tại thì có một chiếc Super Đông các bạn đang quay đầu để mà chuẩn bị xuất phát ra biển nha. Chúc mấy anh có một cuộc hành trình vượt biển thành công nha. Hiện tại thì chiếc Super Đông đang đưa cái mũi ra phía bên ngoài đây các bạn. Khá là đẹp nha. Anh này thì chở gần 300 hành khách các bạn. 275 á. Vận tốc có thể đạt được là 26 lý trên giờ nha. Chiều dài thì trên 45 mét nha các bạn. Anh này là đề ba khá là ngầu đây. Đang quay đầu nha, nhìn rất là gọn nha các bạn. Super Đông. Sáng nay nhìn ảnh đẹp quá. Anh Super Đông 2 này thì đề ba rất là ngầu nha. Khá là ngầu nha. Tiếp theo nha các bạn, đây là chiếc tàu Eres các bạn, hay còn gọi là tàu cao tốc hai thân nha. Anh này đi Phú Quốc nha các bạn. Vận tốc anh này có thể đạt được là 28 lý trên giờ nha. Anh chị em mà đi du lịch thì đi chiếc tàu hai thân này thì nó bớt say sóng hơn nha các bạn. Đặc tính của mấy anh cao tốc hai thân thì đi nó vững các bạn. Phối cái màu trắng với màu đỏ nhìn khá là đẹp. Anh này sử dụng động cơ Rolls Royce MTU nha. Hai động cơ luôn. Khá là đẹp nha các bạn. Nói chung là đi trên này mà trải nghiệm ngắm cảnh biển thì phải nói là cực kỳ phê. Ở phía sau thì có view ngắm biển nha. Quá đã luôn, bây giờ anh sẽ xuất phát nha. Ra ngoài kia thì hai cái động cơ búng hai cái dòng nước lên nhìn rất là đẹp nha các bạn. Trong này thì còn liêu ghiêu chưa có tăng tốc nha. Sát nước hết trơn, quá trời. Lúc này mình đẩy hết ga và
32 lít, 32 lít trên giờ. Quá. Tiếp theo mình sẽ xem anh Chevin các bạn, còn gọi là tàu phà Thạnh Thới nha. Hiện tại thì anh đang lui ra nha. Anh này vận tốc có thể đạt được là 22 lý trên giờ nha các bạn. Chuyên chở xe Honda và xe ô tô. Cái này là hành khách mình đi chung với lại xe luôn nha các bạn. Chiếc này cũng khá là bự nha. Anh chị em mà đi hòn chơi, đi đảo chơi thì đi chiếc này thì đem có thể là đem xe theo được các bạn. Chiếc này anh đi Phú Quốc nha các bạn, chạy tuyến Gạch Giá Phú Quốc nha. Quá bự rồi. Chevin. Anh này anh lên xe ở bên hông nha các bạn. Anh Chevin kia thì anh lên xe ở phía trước mũi nha. Đang quay cái mũi ở phía bên đây. Bắt đầu tăng tốc nha các bạn. Trời ơi, phê vậy. Quá đẹp luôn. Ra ngoài sau thì kia mới tăng tốc nha các bạn. Tại này còn sát trong cảng cho nên là chạy liêu ghiêu ra nha. Tăng tốc rồi nha các bạn. Wow. Trời ơi. Con tàu đó anh vô. Con tàu đó anh cũng chạy dữ lắm nha các bạn, 11 lý trên giờ nha.
anh là chắc bên Hòn Tre về nè. Đẹp quá, anh chạy có hai cái hàng gâu nữa. Quá phê luôn. Phát nha các bạn. Super Đồng này có cái chuyện đỏ đỏ đẹp quá. Theo các bạn, anh Super Đồng anh cũng chuẩn bị xuất phát nha. Sáng nay quay đầu nước xui. Đang thả liêu ghiêu ra nha, ra ngoài kia thì tăng tốc hết ga nha các bạn. Anh này chạy 26 lý trên giờ nha.